bạn có dịp gặp bạn Kiên Cường. Rất là lâu rồi mới gặp Kiên Cường lại. Dạ, chào thầy. Và Kiên Cường vừa rồi Kiên Cường có tham gia lại cái lớp bùng nổ doanh số. Dạ. Và cái lớp này nó có một cái đặc biệt là cứ đầu năm mới có. Dạ. Hoặc là cuối năm, chúng ta không mở trong năm năm được. Dạ. Và Cường cũng biết rồi đúng không? Dạ. Thì cái lớp bùng nổ doanh số Cường học, Cường có cái đặc điểm gì mà thấy là Cường rất là năng lượng, và Cường cũng nói là cái lớp này nó hay vô cùng. Dạ. Thì em chào thầy. Thì em vừa mới học cái lớp bùng nổ doanh số của thầy xong, và đây là lần đầu tiên em học. Thì cái điều mà nó làm cho em thích nhất đó là đầu tiên là thầy cho em cái cách thức cái tư duy, và để em nhìn lại trong năm 2018 vừa rồi em đã làm được những cái gì. Nếu mà em không nhìn lại cái điều đấy á, thì đôi khi mình cảm thấy là mình cũng chưa làm được gì nhiều, hay một năm đi qua nhanh quá. Nhưng khi mình nhìn lại như thế, mình làm được rất nhiều thứ. Và chính vì cái việc mà mình đưa ra những cái đầu mục mà mình đã làm được, những việc mình làm được rất chi tiết cụ thể theo từng cái hạng mục đó. Thì chính cái việc mà chưa làm gì hết mà mình mới chỉ nhìn vô những cái gì mình đã làm, việc kê cụ thể ra, nó đã cho mình một cái năng lượng rất lớn. Và tiếp theo nữa là từ cái hiện tại là năm 2018 đây, thầy hướng dẫn và thầy coach cho một cái tư duy và một kỹ thuật để mình từ cái hiện tại mình xây dựng một cái kế hoạch cho năm 2019, và làm sao mà nó phải thực tế, thực tế, và nó truyền được cái nguồn cảm hứng, truyền được cái năng lượng cho mình và cho đội ngũ. Và cái mục tiêu 2019 đó, cái điều quan trọng nhất là thấy nó thực sự nó rõ ràng và nó là một cái bước tiến từ cái cơ sở của năm nay đến hai năm trước, chứ nó không phải là một cái mong ước hão huyền. Đúng rồi. Là nó có một cái thực tế, và sau hai cái bước đó, từ năm 2018 và cái mục tiêu 2019, thì tiếp theo đó nữa là em rất thích là thầy đưa ra những cái chiến lược để giúp từ cái năm nay làm sao sang năm mình đạt được cái mục tiêu của sang năm. Đúng rồi. Nhưng mà cái mà em thực sự em thích đó là nó không chỉ là một cái kỹ thuật hay là một cái những cái kiến thức để mình lập kế hoạch, mà nó chính ở chỗ đó là cái tư duy lập kế hoạch. Tư duy. Và từ cái tư duy đó mới biến cái đó nó thành mục tiêu cụ thể. Đúng rồi. Từ mục tiêu cụ thể mới lên kế hoạch, và bắt đầu từng các đưa vào từng bước, từng chiến lược và từng cái công cụ cụ thể để mình đạt được cái mục tiêu của năm tới. Đúng rồi. Thì chính vì cái điều đó nó khiến cho cái lớp học này nó giá trị ở chỗ là nó không chỉ giúp em lập kế hoạch của sang năm. Đúng rồi. Mà với cái tư duy đó thì em có thể áp dụng nó để là mãi mãi về sau này, chứ không cần phải là mỗi năm phải đi học hay tìm một cái kiến thức công cụ ở đâu khác, mà chính cái tư duy này nó khiến cho mình cái tư duy nhìn lại năm cũ, lập kế hoạch cho năm mới và biết được cái chiến lược để đạt được cái điều đấy. Và đó là cái điều mà khiến em có nhiều năng lượng và cảm thấy là nó hay nhất. Tuyệt vời. Vậy thì cái doanh nghiệp Boy Studio của em á, thì cái em có thể bật mí năm 2019 và có thể là năm 2020 nói về cái tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của em một chút xíu không? Dạ. Để cho các bạn cùng theo dõi. Dạ được. Thì là một thành viên khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nhân B-Training. Thì là trước giờ mọi người vẫn biết đến Bon Studio là một studio chuyên về ba mảng chụp ảnh chính. Thứ nhất là chụp ảnh doanh nhân, thứ hai là chụp ảnh gia đình, và thứ ba là chụp ảnh em bé. Dạ. Thì cái kế hoạch năm 2019 của Bonzo nó sẽ là một bước tiến mới, và nó là một cái sự thay đổi mà lớn, khiến cho em cũng như là đội ngũ trong studio của em là rất là hào hứng, bởi vì nó đóng góp cái giá trị cho xã hội nhiều hơn, và đóng góp cho cái nền nhiếp ảnh và cái lĩnh vực mà tụi em đang hoạt động nhiều hơn. Cụ thể là trước giờ thì bên em chỉ là một studio chụp ảnh cho khách hàng mà thôi, nhưng bây giờ khi mà studio em đã có được cái sự uy tín, đã có được cái sự tín nhiệm của không những khách hàng mà của những anh em trong nghề nữa, thì đã đến lúc Bon Studio vươn đến một cái bước nữa, đó là tụi em dự kiến là thành lập một cái học viện chuyên đào tạo về nhiếp ảnh. Tuyệt vời. Dạ. Thì cái đó là sẽ hướng đến là gì? Giúp cho anh em, giúp cho những người trong ngành lĩnh vực nhiếp ảnh này hoạt động chuyên nghiệp hơn, và nâng tầm cái chất lượng lên hơn. Làm sao mà để khắc phục được cái tình trạng là mọi người không biết làm, rồi dẫn đến là khi mà mình làm trong lĩnh vực nhiếp ảnh đó, mình phải cạnh tranh về giá, rồi mình phải giảm chất lượng của mình, hay là mình làm không chuyên nghiệp, nó ảnh hưởng đến cái hình ảnh của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đúng rồi. Thì đó là lý do cái mục tiêu mà Bonzo hướng đến nó không đơn giản chỉ là mục đích là đào tạo về chuyên môn nhiếp ảnh, mà nó còn là phong cách làm việc, và nó còn là định hướng hay là cái mục tiêu, cái lý tưởng mà mình phục vụ trong cái ngành này. Có lẽ là em đang xét một cái tầm nhìn rất là mới cho studio. Dạ đúng rồi. Đó là một cái sân chơi mới, là một cái tầm nhìn lớn hơn, cũng như là một cái
cái gọi là một cái mục tiêu lớn hơn cho Bonjo, nó vươn ra cái tầm hoạt động giới hạn trước đây là chỉ là chụp ảnh không. Rất là hay. Vậy thì bây giờ nếu mà có một điều mà gửi đến các bạn á, chuẩn bị cho kết thúc một năm rồi, mới chuẩn bị cho cái hạt năm mới nữa, kết thúc một năm cũ cách cho năm mới, một điều gửi cho các bạn doanh nhân, những người đang làm kinh doanh, những người khởi nghiệp, và thậm chí những người mà muốn đạt được mục tiêu trong cuộc sống, nhưng mà đang đạt được mục tiêu lớn trong cuộc sống, thì bạn Cường Boy Studio bạn muốn gửi cái thông điệp gì? Thì em rất muốn chia sẻ một cái là mình hãy nhìn lại, mình hãy nhìn lại trong năm 2018, hoặc thậm chí xa hơn là từ ngày mình khởi nghiệp đến giờ mình đã làm được cái điều gì, và cái mục tiêu trong năm tới, thậm chí là trong tương lai mình muốn cái điều gì, để mục đích là biến cái con đường và biến cái mình, điều mình muốn nó trở nên rõ ràng hơn, và nó có cái cơ sở khoa học, có cái lộ trình để đạt được cái điều đó dễ trở thành hiện thực hơn. Bởi vì thực sự mà nói là đã chọn con đường kinh doanh thì những anh em doanh nhân chắc chắn một điều là càng ngày càng muốn cái thương hiệu của mình nó lan tỏa hơn. Đúng rồi. Muốn cái sản phẩm và dịch vụ của mình càng ngày được nhiều người biết đến và nhiều người sử dụng hơn. Đúng. Từ đó là trao nhiều giá trị hơn cho xã hội. Đúng. Và khi mình trao nhiều giá trị hơn cho xã hội thì chắc chắn mà được xã hội đón nhận thì chắc chắn mình sẽ thành công. Thì em cũng xin chúc mọi người. Anh chị nào đã lập kế hoạch hay lập kế hoạch giỏi thì em không nói. Nhưng mà những bạn nào cũng muốn khởi nghiệp giống như em mà lần đầu tiên học cái lớp này thì nên, thực sự là nên đi học cái lớp này. Đúng rồi. Bởi vì nếu không học cái lớp này mình sẽ không biết cách, hay là nhìn mình làm không có đúng ở chỗ là mình không nhìn nhận lại được mình hiện tại đang đứng đâu, và rồi mình không có cụ thể hóa được là những cái điều mong muốn trong đầu mình nó không cụ thể hóa bằng những con số hay bằng những cái mục tiêu cụ thể, thì mình làm thì có thể đạt được nhưng nó sẽ chậm hơn hoặc là nó đạt được không đầy đủ. Thì em nghĩ cái việc mà lập kế hoạch cho năm tới, từ đó biến nó bùng nổ doanh số, khi nó bùng, giúp nó bùng nổ doanh số hơn, giúp đạt điều mong muốn, thì em nghĩ nó có cơ sở khoa học hơn. Và cái điều quan trọng là chính bên trong mình. Đúng tức rồi. Là nó cho mình một cái niềm tin. Đúng niềm rồi. Tin bên trong bản thân mình cảm thấy là mình dễ dàng đạt được cái đó hơn. Đúng và mình có khả năng đạt được. Đúng. Và cái niềm tin đó nó tự nhiên nó cho mình cái năng lượng. Đúng. Và khi chỉ có khi nào mình tin cái điều đấy thì mình mới truyền cho đội ngũ của mình đạt được. Bởi vì nếu không thì chắc chắn nó không thể đạt được. Không thể đạt được. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Nó chỉ là ước mơ thôi. Dạ đúng rồi. Mà nó là mục tiêu cụ thể. Dạ. Cảm ơn bạn Kiên Cường rất là nhiều. Rất là lâu bạn mới quay lại và bạn đang có một cái năng lượng rất là khí thế của cuối năm 2018 và cho đầu năm 2019. Cường có thể chúc các bạn một năm mới như thế nào? Dạ, trước khi chúc thì em cũng xin nói thêm là mặc dù là một năm đã gần kết thúc rồi, bình thường thì cái tâm lý cuối năm là mọi người muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà khi mà đã thiết lập được mục tiêu mới rồi, có được cái chiến lược để đi rồi thì tự nhiên bây giờ em muốn nhảy vào cái mục tiêu mới ngay. Thậm chí không muốn nghỉ ngơi nữa, muốn làm liền. Thấy sướng quá. Dạ đúng rồi. Và cũng xin chúc cho anh chị em, các anh chị đi trước hay cũng các bạn cùng khởi nghiệp hay các bạn mà chuẩn bị khởi nghiệp sau này. Thì một điều quan trọng là trong kinh doanh là kiên trì. Kiên trì. Nói chung là làm sao mà cố gắng, không bao giờ được bỏ cuộc, bởi vì đã xác định đi cái con đường này là phải đi cho đến cùng. Bởi vì nếu không đi đến cùng thì tất những cái gì mà không đi đến cùng mà chúng ta làm nửa vời thì chắc chắn là sẽ bỏ, không thể nào mà mang lại cái kết quả tốt được. Thì một là đã không làm thì thôi, hai đã làm thì làm cho đến cùng. Xin chúc cho anh chị em mà càng ngày càng thành công và càng kinh doanh thì càng máu lửa hơn và càng nhiều năng lượng hơn. Xin cảm ơn. Tuyệt vời. Cảm ơn Kiên Cường.